Em có biết anh nghĩ gì khi nhìn thấy em ngồi trên xe của ông thợ vẽ truyền thần không? Chẳng nghĩ gì mà cũng chẳng cần biết. Ngồi nhờ trên xe là chuyện thường tình, ai cũng có quyền làm như vậy. Kẻ nào tức, kẻ là điên. Loan. Anh ghen à? Có đúng là anh ghen không? Cứ cho là như thế. Ông ta bằng tuổi bố em. Không cần phải hét lên. Nhưng mà anh phải đặt câu hỏi, tại sao em lại vui sướng đến thế khi ngồi trên xe máy của người khác, trong khi công việc thiết thực nhất là vượt cho qua được kỳ thi cấp 3 thì em lại buông xuôi một cách thản nhiên. Mỗi người một ý thích. Em học thế đủ rồi, đủ lắm rồi. Đừng có nói bừa. Em đã từng tha thiết được học như thế nào? Em hãy nhớ lại đi. Em đã từng... Vâng, em nhớ. Nhưng ngày ấy em còn bé dại. Ngày ấy em nghĩ khác, bây giờ em nghĩ khác. Nhưng mà anh có quyền gì mà chất vấn em? Em chán lắm rồi, em không muốn nói chuyện với anh nữa. Loan. Em còn dại lắm. Đúng là ông ta bằng tuổi bố em. Lùng ơi, cái túi tiền của tao đâu rồi? Chỉ có mày lấy của tao thôi. Cái túi tao treo ở trên ghế, cái liền thì đi cắm trại từ sáng. Chỉ có mày vào buồng tao thôi. Tôi không biết, chị đừng có mà vu oan. Thế này thì mày giết tao đi còn hơn. Tiền của cái Thanh nó gửi tao đấy, bây giờ lấy cái gì mà đền? Chị đừng gào như thế, buồn cười lắm. Bố, bố bảo nó đi này, nó lấy tiền của con đấy. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Hả? Lại còn đổ đốn ra thế à? Nhà này có cái giống ăn cắp bao giờ đâu. Ai? Ai dạy mày như thế? Ai dạy mày như thế? Con xin bố. Đứa nào dạy mày như thế? Đứa nào dạy mày như thế? Đứa nào dạy mày như thế? Con lạy bố. Không ăn cắp này. Không ăn cắp. Con lạy bố à? Chết lạy bố, con không ăn cắp. Ôi trời ơi, con Loan đâu? Con Loan đón cho tao không? Không phải. Con ơi. Con xin bố. Chết đi. Ai? Chết đi. Ôi trời cao đất dày ơi. Chết đi. Ông đánh mày hay sao? Ông giận cá xong lại chém thớt cá. Ông có giỏi thì ông đi ông đánh cái người làm cho ông khốn đốn khổ sở tàn tạ chứ. Sao ông lại đánh nó, công tôi nuôi nó. Thôi. Mà cũng tại cái con Loan kia kìa. Mày đi chơi như thế biết mày vứt ví ở đâu. Về mày đổ vấy cho nó. Con tao đẻ ra thì tao biết. Nó không có cái tính ăn mày ăn nhặt ấy, hiểu chưa? Xin chào ông bà, chào cả nhà. Dạ, chào bác. Mời bác vào trong nhà. Chào bà. Bác. Ông ơi, ông nghỉ tay vào tiếp khách nhá. Hãy bỏ đấy đã. Cái lão ơi. Mất thì giờ. Hôm nay là ngày vui của gia đình ta. Chào ông. Cách đây 19 năm, hồi ấy ông bà còn xuân sắc, đã sinh ra đời một cô gái đầu lòng yêu dấu. Tôi xin trân trọng chúc mừng ông bà, để ông bà nhớ lại thời son trẻ, hạnh phúc. Cảm ơn ông. Bà ơi, thế này là thế nào? Tôi chả hiểu gì cả. Xin mừng sinh nhật của Loan. 19 bông hoa này là 19 mùa xuân, là tuổi trẻ của cô.
Nhưng để ca ngợi sắc đẹp của cô, tôi phải tặng cô 19 bông hoa hồng. Đấy mới là hoa hồng, còn bánh mì nữa. Gọi là có chút quà nhỏ tặng Loan. Tôi... cháu mở có được không ạ? Ê chết. Xin cô cứ tự nhiên. Bác cho cháu nhiều thứ thế. Toàn tiền nghìn cả thế này ạ. Thì tôi đã chẳng thưa chuyện với bà. Cô Loan của bà như ngọc như ngà, mà để trong bóng tối có phí hoài đi không? Cô ấy mà diện vào thì ăn đứt minh tinh màn bạc như chơi ấy chứ. Rồi, tiếc quá. Em có thích vào trong kia không? Ừ. Anh hỏi để làm gì? Để em trả lời rồi anh lại lên lớp em nhỉ. Khi nào chấm dứt cuộc đời sinh viên, ngày tháng lương đầu tiên, anh sẽ mời em vào trong kia khao em một bữa bánh ngọt, cà phê và nghe nhạc. Còn một năm nữa hả anh? À, một năm. Cũng được đấy. Em bảo sao kia? Ngày y của anh cũng làm ăn được đấy. Em bảo làm ăn cái gì? Còn làm ăn gì nữa? Đừng có mà ngây thơ cụ. Anh có thể xách nước, bổ cùi, hoặc chữa xe xích lô như bố em. Nhưng anh không thể. Không thể sống bằng nhân mạng của người bệnh. Nghĩ tới điều đó thật bỉ ổi, thật vô lương. Anh muốn em đừng bao giờ nghĩ như thế nữa. Dù có nhiều lúc chúng ta giận nhau, nhưng anh vẫn yêu em. Em quên mất, tối nay em có việc, em phải về. Không. Em phải về. Em không có việc gì tối nay cả, em nói dối. Đúng, em nói dối anh đấy. Bởi vì em là đứa vô lương, là đứa bỉ ổi. Em không xứng đáng với anh. Tại sao em lại nghĩ như thế, Loan? Không, em nói thật đấy. Em không thể sống như anh được. Em không thể nói những điều cao cả. Để rồi phải sống khổ, sống sở như thế này. Để rồi đi chơi với anh, chỉ được ăn có một bát ngô nướng. Còn cái tháng lương thực tập bác sĩ của anh làm sao đủ khao em một bữa trong khách sạn? Anh tưởng tượng nhiều quá đấy.
Con ơi, nào, con ăn tí sữa nhá. Sữa ngon lắm con ạ. Vâng. Nào, quay lại đây mẹ bảo. Nào. Con không ăn đâu. Thôi hay là con ăn cam vậy, mẹ bóc này. Không. Con ơi, con có đói không? Cô ơi, bây giờ con tôi ăn được gì không? Anh ấy đang sốt cao, bác có thể cho anh uống sữa được đấy. Ai đấy? Vào đi. Lùng đấy à? Lại đây cháu. Thưa bác, anh Trung cháu thế nào rồi ạ? Bệnh anh ấy nặng lắm cháu ạ. Có khỏi cũng phải nghỉ điều dưỡng dài ngày đấy. À mà cháu đi đâu về tối thế? Cháu đi làm thêm. Cháu vẫn tự lo lấy tiền sách vở đấy chứ bác. Cháu đến hỏi xem ngày mai chợ búa bác có cần gì không. Ờ, thì bác đưa tiền. Cháu giúp bác nhé. Thưa bác, ngần này tiền chỉ đủ mua hai bìa đậu với mớ rau cải thôi ạ. Bác còn để tiền đủ mua hộp sữa cho anh Trung. Thôi cháu về đây. Cháu phải đi tìm người cho tổ, để họ còn giao hàng cho các tỉnh, sắp Tết rồi. Thưa bác có làm được không? Ai lại thế? Bác mà làm cùng với cháu thì họ cười cho chết đấy chứ đi. Cháu chẳng hiểu gì cả Lùng ạ. Thế nào bố? Hả? Bố có đau lưng không hả bố? Đau lưng còn hơn đau đầu nhiều anh ạ. Bố triết lý khá lắm. Con chịu bố đấy. Còn con ấy mà, con chỉ sợ đau bụng thôi. Anh cho tôi mấy cái lan hoa hỏng này nhé. Để bố làm gì đấy? Tôi có việc anh ạ. Bố cứ lấy đi. Kìa Lùng, quay thế thì rối hết rồi còn gì. Quay ngược lại đi. Chị ơi, ăn năm ở đâu hả chị? Đi thẳng, cảm ơn. Chị ơi, anh Trung có làm sao không hả chị? Suốt đêm qua anh Trung vật vã, vừa mới chợp mắt xong, có lẽ chị không nên đánh thức anh ấy dậy. Vâng, vâng. Mình hãy sang đây với em.
Chưa bao giờ em buồn và nhớ mình như những ngày đông giá rét này. Úi cha cha, thương. Sương quá. Dạ thưa với em, xa thương gần ghét. Em mà trông thấy cái mặt thằng tôi bây giờ, không khéo đã bay tôi ra khỏi vỉa hè Paris, thì khốn nạn cái thân tôi. Đã một lần em đá tôi ra khỏi đường phố Hà Nội, nhưng cái thằng tôi vẫn còn. Tội gì nhỉ? Lấy tiền của con vợ già đú đợn với con bò trẻ. Con bò non sướng bao nhiêu. Để có tiền muốn gì mà chẳng được. Ai đây? Cứ vào. Cháu giữ đúng lời hứa với bác đi nhé. Ồ, thật vinh hạnh cho tôi quá. Sao Loan không báo trước cho tôi một lời? Mời Loan ngồi. Nhà bác sang quá. Đúng con mắt họa sĩ có khác. Loan cứ khen quá lời. Còn lâu thì tôi mới được sang trọng bằng Loan. Loan uống cà phê nhé. Mời Loan. Trước kia bác cũng uống cà phê đâu nhỉ? Trước kia tôi đói phải quỳ gối suốt ngày để kiếm miếng cơm. Giờ tôi no mới có thời gian pha cà phê hầu người đẹp. Tranh kia bác vẽ đi à? Đẹp quá. Lần đầu tiên cháu được nhìn thấy. Loan ăn sô-cô-la nữa đi. Đây là bức tranh thánh cuối cùng tôi vẽ. Những bức tranh này đã nuôi sống tôi suốt 30 năm trời có lẽ. Cho nên tôi phải treo nó ở chỗ trang trọng nhất. Thì ra bác cũng là người. Thế mà những người độc mồm độc miệng lại cứ nói là Loan để ý những chuyện vặt vãnh như làm gì. Người đẹp như Loan sinh ra là để được yêu chiều vuốt ve, để nghe những lời êm ái và để sống trên nhung lụa. Thôi thôi, thời buổi bây giờ sống trên nhung lụa chỉ có mấy bà buôn to bán lớn thôi bác ạ. À, đúng. Sao cô không đi buôn? Tưởng bác nghĩ được ra điều gì hay hơn. Dễ gì muốn buôn là buôn được ngay hả bác? Được chứ, dễ như chơi. Phi thương thì bất phú. À, phải rồi. Tôi đang có vốn mà chẳng làm ăn gì cũng dại. Nhưng tôi vốn không quen việc thương mại, cho nên tôi giao toàn quyền việc này cho Loan đấy. Loan thấy thế nào? Hiện giờ tôi có khoảng 500.000 tiền mặt. Tôi xin giao tất cả cho cô.
Tôi tin là cô sẽ buôn giỏi gấp 10 lần bà Tiều. Cô có biết vì sao không? Bởi vì con mắt cô sắc như dao cau ấy. Các cụ đã nói rồi, người khôn con mắt đen xì. Thế nào, cô bằng lòng chứ? Như vậy tôi cũng có việc. Đánh cờ chơi rồng mãi cũng buồn. Cháu còn phải nghĩ nữa chứ. Thôi mà, nghĩ ngợi làm gì. Các cô đằng nào cũng cần một số vốn riêng. Con gái các cô ai chả thế. Đây, cô hãy cầm tạm lấy 200 ngàn. Có hàng họ gì gọn gọn thì cô cứ mua. Tôi sẽ làm kẻ hầu hạ điếu đóm. Thế nhé. Ba Sơi ạ. Từ ngày ba đi làm thêm đến giờ, ba thấy khỏe ra, tinh thần thoải mái. Ba Sơi thêm ít nữa. Thôi. Họ vừa đưa tiền tạm ứng cho ba đây này. Sao nhiều thế hả ba? Cả tiền một tháng làm thêm của ba nữa đấy. Con thật có lỗi. Vì để cho ba vất vả chứ gì. Không, con đừng nghĩ quẩn. Ba tự nguyện và thấy vui kia mà. Và lại, ba vẫn dịch sách. Một cây sĩ đỏ. Đôi. Chùi. Đôi tiếp. Xe đen kết. Pháo điều này. Xem của mẹ nào. Pháo đỏ. Ôi. Cô Loan, cô ấy lại thắng rồi. Dạo này cối vào vận đỏ, đụng đâu thắng đây. Chỉ khổ mẹ, cứ tiền bác Vĩnh Long thôi. Vâng, xin chầu cô ngay đây. Từ tối đến giờ, khéo cái Loan nó thắng bác Vĩnh Long đến mẹ. 20 ván rồi chứ. Vâng, có đến 20 ván có lẽ. Nhưng thưa bà, tôi chẳng buồn tí nào hết. Các cụ xưa nói rồi, đen bạc đỏ tình mà. 700. Ra đỡ bố một tay đi nào. Ấy bố về kìa. Giải tán, giải tán. Lùng ơi. Chúng mày ơi, ông cờ bông đến rồi đây. Nhanh lên chúng mày ơi, ông cờ bông đến trước kìa. Ông cờ bông đến rồi đây. Nhanh lên, nhanh lên. Anh Trung. Anh ra viện từ bao giờ thế mà em không biết? Chồng anh hơi gầy nhưng mà đẹp ra. Tối nay anh có bận gì không? Xin lỗi Loan, tôi đang bảo vệ luận án, bận lắm. Bây giờ tôi phải vào trường. Tôi đi nhé. Anh Trung ơi! Vào đây chơi đã nào! Xin lỗi bác, tôi đang vội lắm. Này này, tôi muốn nhờ anh một việc, chả lẽ anh đỡ từ chối tôi sao? Vào đây, vào đây! Trong số thuốc này có hai loại. Một là thuốc tránh thai, hai là thuốc kích thích. Thật thế hả anh Trung? Thế có chết tôi không?
Những người vào tuổi bác mà tích trữ những loại thuốc này chỉ làm cho xã hội thêm đồi phong bản tục. Làm gì mà quá lời thế anh bạn? Chỉ chết cho những cô gái ngây thơ dại dột. À, lại giọng điệu ghen tuông rồi đây. Nhưng mà nào tôi có dám làm điều gì xúc phạm tới anh đâu. Quyền kết thân với ai là của chính nàng. Nàng ném cho anh một cái nhìn, đó là phần của anh. Nàng ban cho tôi một nụ cười, đó là phần của riêng tôi. Chúng ta đều bình đẳng với nhau. Chúng ta cùng là đám con chiên trước bàn thờ Chúa. Mấy ông sói đầu tán gái, nghe mùi như ca cải lương ấy. Chắc hồi trẻ bác đã tốt nghiệp. Không, không, tôi không tốt nghiệp trường nào cả. Tôi học cao đẳng mỹ thuật dở dang. Vì tôi chơi bời lêu lỏng. Tôi thuộc hạng người vô danh tiểu tốt, cho nên chỉ biết im hơi lặng tiếng để mà sống. Giờ đây tôi có tiền, thế là mọi sự thay đổi theo. 6 giờ sáng, tôi đến cà phê Lâm, gõ tay xuống bàn, gọi cà phê và một bao ba số. 6 giờ tối, tôi đến Bít Tết Lợi hàng Buồm, cầm bản thực đơn mà sướng. Một bít tách, một đĩa nguội và nửa tá ốp lạ. Nhà hàng dạ gian. Đời là thế. Anh có cái bô tê gạch. Anh tài cao, học giỏi. Da thịt anh thơm tho hơn tôi. Nhưng anh không có mỗi tối hàng ngàn đồng. Hầu người đẹp chơi tam cúc. Nhìn từng đồng tiền từ túi mình sang túi nàng một cách sung sướng. Thế là anh bại. Thế kỷ 20 thế tiền. Tóm tóm. Tóm chắc tóm. Quân tử không tiền. Quân tử điên. Tiền à? Tiền này. Tiêu những đồng tiền của kẻ khác là nhục nhã. Chỉ có những loại vô liêm sỉ mới kiêu hãnh về những giá trị không do chính mình làm ra. Tề tiện. Ô la la. Thôi, xong rồi. Ta dừng ở đây thôi Loan ạ. Ăn đi. Như thế đủ chứng minh tài năng của Loan trong lĩnh vực thương mại. Chỉ tiếc là xã hội này không có đất cho Loan dụng võ. Chứ Loan có thừa khả năng trở thành tỷ phú hay minh tinh màn bạc? Cháu không thích làm minh tinh màn bạc. Cháu chỉ thích làm tỷ phú thôi bác ạ. Đừng. Đừng nói thế Loan. Nhan sắc là cái mà thượng đế không ban phát đều cho mọi người. Có sắc mà không có tiền thì cũng nhạt như nước ốc thôi bác ạ. Đúng đấy. Phải có tiền. Đó là điều kiện đầu tiên để sống. Nhưng khi có tiền rồi, con người ta no đủ, thỏa thuê, ta lại cần sắc đẹp và tuổi trẻ. Tôi sẵn sàng đổi cả gia tài của tôi để lấy nhan sắc và tuổi trẻ của Loan. Cháu chỉ cần một góc của bác thôi. Thật không? Thật. À, ký giao kèo rồi đấy nhá. Ôi, hòn vàng của tôi.
Nàng tiên của tôi, ước mơ của tôi, hòn ngọc của tôi. Anh đến phát điên lên mất em ạ. Em sẽ là vợ anh, là vợ của anh, em hiểu chưa? Đừng, đừng thế. Sao? Tiếc anh à? Anh biết rồi đấy. Trước anh, em đã yêu một người con trai khác. Em đã nói thế thì anh cũng xin đánh bài ngửa với em. Anh có tiền, anh không thiếu gì đàn bà con gái. Nhưng anh mê em. Với em anh không nề hà bất cứ chuyện gì. Chỉ cần em chưa... Khiếp. Anh mới nói anh khác xa hẳn anh ấy. Anh xin lỗi. Nhưng em nên nhớ rõ, đó là điều kiện của anh. Thank you.
em thật đáng giá. Ba ơi, có chuyện gì thế con? Con được giáo sư Ngôn cho về bệnh viện của giáo sư đấy ba. Ba chúc mừng con. Chưa hết đâu ba. Con được mời dịch cho đoàn giải phẫu của Pháp, tháng sau sẽ sang. Thế hả? Bao nhiêu người xin không được chứ, nhưng các thầy giới thiệu con đấy ba. Ba đang nghĩ con cần có một bộ complete tử tế để làm công việc này. Con thấy không cần đâu ba. Cần đấy con ạ. Ăn mặc xoàng xính quá con sẽ có mặc cảm, ảnh hưởng đến công việc. Ba đã trải qua rồi. Nhiều khi chỉ vì các việc vặt đấy mà mình mất tự do, không bình đẳng với họ. Xem cái đĩa không của ông giáo cần nhờ bán hộ đây, được sĩ được mãi trắng mắt ra, đói bụng thì cũng phải mang đồ thờ ra mà gặm. Của chỗ hàng xóm thì mình cũng phải giúp một tay, kẻo để bọn chúng nó bịt có mặt toi. Em đi đâu đấy? Em ra chỗ hải chỗ xem hàng họ ra sao. Đã bảo cứ quẳng cho bọn chúng nó, có phải em đỡ vất vả không nào? Em cũng phải đi kiếm tiền, không có thì... Em đi nhé. Khá lắm. Phải không mày? Bà chủ đây rồi. Bà chủ mới vào nghề mà có vẻ trưởng lực thâm hậu nhé. Bà chủ đúng hẹn quá. Khỏe. Dạo này hàng ế ẩm lắm cơ. Đói quá bà chủ. Xin gửi tiền bà chủ nhé. Ui giời. Đây đủ mẹ chị bà chủ nhé. Đủ cả rồi đấy, cứ yên tâm. Xin mời. Cảm ơn. Bà chủ xem thế nào cho anh em nào. Chút nước. Thôi. Ui giời. Thế là hữu nghị với ông lắm rồi đấy. Thôi thì đây. Nhà còn hàng không? Quà lấy nhá. Vẫn thế thôi. Ý. Tham hàng quá đấy. Xinh quá. Hốt. Làm cái gì thế? Ui giời. Cứu. Canh gì đấy? Cho anh một tí à? Món canh mà anh vẫn thích đấy. Canh giò sống.
Sao lúc đi chơi em không mặc cái áo thụy sĩ trắng muốt mà anh vẫn thích ấy? Cái Liên nó không có áo ấm, em cho nó rồi. Sao lại cho nó thế nào? Ai cho em cái quyền đó? Nhất nhất cái gì trong nhà này, làm gì cho ai, em phải hỏi anh chứ. Em hay thật đấy. Ở đây làm gì có chuyện cho không ấy. Tôi hiểu. Cũng như cái việc anh làm phúc cho người ta mà còn được 4 chỉ. Thằng Năm Dông trông thấy đĩa vồ ngay lấy. Nó bảo từ thời Khang Hy bành tổ nào ấy, quăng ngay ra 5 chỉ. Anh đưa ông lão 1 chỉ. Lão mừng hú. Em thấy không, khi vận đỏ nó đến, chỉ cần tí buổi sáng là ăn tươi 4 chỉ vàng, chả bù. Ăn của ai, anh nỡ lòng nào ăn của người thân quen. Như ông giáo cần, mà anh hứa giúp đỡ cho người ta cơ mà. Ôi trời ơi, em tôi còn ngây thơ dại dột quá. Hay là cô còn tiếc xót cho cái thằng Trung? Cái thằng vừa ngu vừa đần. Người ta ngu, người ta đần, nhưng người ta không dối trá bịt bợm. Cô bảo ai bịt bợm? Bảo ai thì anh biết rồi đấy. Đã thế thì cô hãy nghe đây. Những thứ mà cô mang ra chợ trời để bán, để kiếm thêm, và tất cả của cải trong cái nhà này là của vợ tôi. Của vợ tôi, cô hiểu chưa? Thôi im đi. Còn cô, trước khi về cái nhà này, cô chỉ là con một lão xích lô, suốt ngày say bét nhè. Cô tưởng cô mỹ miều lắm đấy hả? Thôi đi, tôi chán lắm rồi. Đồ khốn, đồ khốn nạn. Bà ơi, tôi nói dối đấy. Tôi bịp cô đấy, để cô được thanh thản mà an hưởng sung sướng, hiểu chưa? Dù có nhiều lúc chúng ta giận nhau, nhưng anh vẫn yêu em. Thank you.
Loan nha, có việc gì thế? Ba đang sốt, ba dậy làm gì ạ? Cho ba dậy mà tí cho thoáng. Tiếc quá, ba đang định làm cái đồ chơi cho thằng Lùng. Ý thằng bé cũng muốn gọi nó là cái lâu đài. Có lẽ phải bỏ giờ thôi. Trời đang lạnh, ba đi nghỉ đi. Đời ba làm việc gì cũng dở dang. Kìa ba. Mời anh ạ. Anh cảm ơn. Chắc Loan quên là tôi không hút. Nào Loan chuẩn bị đi. Nói thật tôi không có nhiều thì giờ. Tôi có hẹn với bệnh nhân. Mặc kệ, khám cho bệnh nhân thì có mà khám cả đời. Khám bệnh cho em mà cứ hối thúc như là báo động. Em không khám nữa đâu. Nào, Loan chuẩn bị đi. Em xong rồi đây. Em nói em hay bị ngất xỉu. Vậy thường ngất trong trường hợp nào? Em cũng chẳng nhớ nữa. Nào. Có ốm đau gì đâu. Em chỉ nhớ anh thôi. Tôi có phải trẻ con đâu. Loan buồn cười thật đấy. Em đã có tất cả rồi. Em chỉ thiếu có anh thôi. Anh có tin em không? Anh Trung. Như vậy Loan có thấy mình tham quá không? Thôi, tôi phải đến bệnh viện. Anh Trung, anh cứu em với, anh giúp em với. Em không muốn có con với hắn. Em không thể
không thể có con với hắn. Vì... vì... đáng lẽ em không được nói, em không xứng đáng nói với anh, nhưng em phải nói là em vẫn yêu anh. Em chỉ yêu của mình anh thôi. Bây giờ em mới hiểu thế nào là tình yêu. Thiếu anh là thiếu tất cả. Trong chuyện này thú thật tôi không giúp được gì Loan cả. Loan nên bình tĩnh suy nghĩ và tự quyết định lấy. Nếu có thể nói được gì với Loan thì tôi khuyên Loan không nên chỉ nghĩ đến bản thân mình mà phải có trách nhiệm. Thế thôi. Muộn rồi, tôi phải đến bệnh viện. Rồi may quá, anh đến vừa kịp. Ta lên đi. Loan ơi, sao nhà tối thế này hả em? Cô này gớm thật. Giờ cho rừng mỡ từ bao giờ thế? Thằng Trung kiết xác vừa ở đây ra có phải không? Đồ con đĩ! Mà cũng dám nói tôi là đĩ à? Anh đĩ, tôi đĩ. Anh còn muốn cho tất cả thiên hạ này đĩ hết, nhưng đâu có được.
Anh tưởng tôi còn mỹ miều lắm hay sao? Nhưng người ta không thèm. Người ta không thèm. Không thèm. Con phải cứng rắn, phải tự vượt lên. Dù sao con còn trẻ, còn thời gian, cái gì cũng có cái giá của nó. Bệnh nhân Vũ Văn Đoàn, 27 tuổi. Nghi có khối u ở vùng thận phải. Phim này chụp lần thứ hai, cách phim trước 1 năm. Lần trước u chưa được rõ. Hiện nay chưa xác định được u lành tính hay u ác tính. Cho nên... Alo, Trung đây. Sao? Yêu cầu gặp tôi à? Tên sản phụ là gì? Thank you.